Mình vừa mới livestream xong và bây giờ đang trên đường đi thỉnh kinh này. Hôm nay chúng ta sẽ đi thỉnh kinh ở đảo Nam của mình là Du và hai đệ tử đệ tử Mập và đệ tử Chi Trung cùng một đệ tử đang lái xe. Lý do tại sao mình lại đi đảo Nam Du giờ này thì tại sao lại đi hả Mập? Hả? Tại sao đi Nam Du thế? Tại vì đúng chuẩn á. Nếu hiểu tại sao lại đi Nam Du nhưng mà tự nhiên livestream xong mà thấy đang ở trên xe rồi, không hiểu gì luôn. Bị bắt cóc. Ok, bao giờ mà cập bến Nam Du thì Linh sẽ quay tiếp cho mọi người xem. Và vâng, đây là bữa trưa của chúng mình. Đây là những món gọi là đặc sản của Nam Du. Mời mọi người ngắm cảnh biển và ăn cơm trưa nhé. Hello các bạn, hiện tại bọn mình đang ở bãi mến của đảo Nam Du. Hãy giới thiệu về ba món ăn này. Tại sao? Đây, nó tròn, đúng quả cầu. Cái gì? Cầu gai. Ok, cái này bao nhiêu tiền? Cái này thật ra chưa rõ giá mà... Chưa rõ giá mà dám ăn dậy, đứng dậy đâu nhớ 2 triệu một cân thì sao? Chỉ 13 đó. Tiếp, cái này là gì? Cái này hả? Cái này nghe nói là ông ăn bà then. Rồi cái này bao tiền? Cái này hả? Cũng vậy luôn á. Rồi đứng dậy bữa này 10 triệu, ai trả tiền? Chị 13 đó. Mình sống rồi. Rồi cái này có gì? Thì nó luôn đó mẹ. Ủa? Giống nhau luôn á? Ăn đi. Được ăn sao? Ok, cuối cùng sau một hồi đi chợ buổi chiều thì bây giờ là cái tối mịt như này rồi. Ở bên bờ biển Miêu Đà cũng đã được ăn những cái con vật mà chính tay mình đi mua. Bốn chú cua vui vẻ. Có phải cua không đấy? Bốn chú ghẹ vui vẻ. Tôm thì tôm tích và tôm su. Biết là hai con này, hai con tôm mà cua. Thôi nhưng mà bây giờ phải ăn đã. Chúc mọi người ăn tối vui vẻ. Bà cố này bà đứng ngoài luôn kìa.
anh mà ủ đấy, thế tụi anh cả đời luôn. One eternity later.